Xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho tất cả các bạn đi xem dê nha. Đi thôi. Đầu tiên mới bước vô là mình sẽ thấy những chú gà lôi. Và gà này chủ yếu nhà mình nuôi là để bán nha các bạn. Còn đây là cái chòi chứ không phải là cái nhà nha mọi người. Đa phần ở dưới miền Tây mình người ta hay làm cái chòi như này là để dựng chân đồ nè. Mà ở đây là có đủ hết giường, giỏng đồ, khi mà chăn dê hay là mệt mỏi quá thì mình có thể lại đây nằm cho nó gần, chứ mình không có cần là phải đi ra nhà cho nó xa nha. Ở dưới chuồng có mấy con gà vịt nhỏ nhỏ nó chạy theo nữa kìa. Còn dê này nó nhìn mình mà nó kẹt đầu ở trong đó luôn mất tiêu rồi. Nó gịch gịch một hồi. Đó, các bạn thấy không? Ba con ở đây, ở mỗi chỗ là phân vài con gì đó. Mà đa phần cái này là nhà mình nuôi là ít khi gài cổng lắm, nó thích chạy ra chạy, còn không thôi nó ở trong đây à, rồi mình bỏ đồ ăn trên cái máng xanh xanh cho nó ăn thôi. A few moments later. Mình là mấy con dê. Trời ơi. Hello. Hello. Hello, mấy cưng, mấy cưng, mấy cưng bao nhiêu tuổi rồi? Có bé dạ, mấy bà. Có bé này tên Lê Văn Đạt không? Dạ, dạ. Đồ quá. Làm gì thấy tao nó chạy dữ vậy? Ấy chạy ra ngoài chưa kìa? Sao? Đâu có sao đâu. Nó chạy ra chưa? Làm gì thấy tao nó chạy chưa? Dạ. Và bây giờ mình đi vô nhà nha các bạn. Sẵn mình lại mình chọc mấy con gà. Mấy con gà này nó bự lắm á. Nhìn cái trái nó lớn bự lắm á. Và mình xin hết video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh, like, share, subscribe nha. Để tạo động lực cho mình có nhiều video mới.